10 Tham cầu sống lâu Kinh văn hiệu thiện nam tử thọ ấm hư diệu bất tao tả lự viên định phát minh tam ma địa trung tâm ái trường thọ tân khổ nghiên cơ tham cầu vĩnh diệt khí phân đoạn xanh đốn hy biến dị tế tướng thường trụ việt dịch lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu không mắc các tả lự tính viên định phát minh trong tam ma địa tâm ưa sống lâu khổ nhọc nghiên cứu tinh vi mong cầu được bất tử thoát khỏi sự sống chết nơi thân xác phần đoạn sanh tử nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử mong được thường trụ lâu dài trong ấy giảng lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu không mắc các tà lự tính viên định phát minh trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung bây giờ thọ ấm đã trở nên rỗng suốt và vi diệu hành giả người tu tập chánh định không còn tả lự nữa an trụ trong định sáng suốt tròn đầy trong tam ma địa vi diệu viên mãn có một sự đột biến chợt xảy ra việc gì vậy tâm ưa sống lâu. Đột nhiên hành giả suy nghĩ sẽ kỳ diệu làm sao nếu được sống mãi mãi không chết. Nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử. Nên hành giả khổ nhọc, tinh chuyên nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và vi diệu nhất để mong cầu được bất tử. Anh ta muốn trẻ mãi không già.